Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục quay lại với một cái video review. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay sẽ là một con hàng cực kỳ đặc biệt. Đây là một phiên bản Brycon với cái giá trị hôm nay là 227 triệu coin. Bây giờ mình sẽ thực hiện mua cái con hàng này về và cùng mọi người trải nghiệm và đánh giá xem phiên bản này của Garincha. Đây là một phiên bản độc nhất cho tới thời điểm hiện tại của cái huyền thoại người Brazil này anh em ạ. Mình thì không nhắm tới cái vị trí của Garincha để làm review trước đâu. Mục tiêu mình nhắm tới là Pep Guardiola và con hàng Zidane. Nhưng đáng tiếc là hai con hàng mình nhắm tới thì cái giá nó cứ tăng thôi nè. Và cái số coin của mình hiện tại thì đâu đó khoảng chừng 245 triệu coin thôi. Cho nên đó là lý do vì sao mình sẽ mua con hàng Garincha trong cái video ngày hôm nay nha. Và trước khi làm review về Garincha huyền thoại của Brazil này á, thì mình cũng đã dành một chút thời gian để nghe lại cái ngôi đền huyền thoại của kênh Cả Bóng Đá này mà. Trước đó trong một lần tình cờ nào đó thì mình đã nghe qua được cái biệt danh của Garincha rồi. Nhưng mà trong ngày hôm nay khi làm lại cái review này á, thì mình đã nghe lại một lần nữa và thật sự rất là đặc biệt cho cái phiên bản huyền thoại người Brazil này. Nếu như anh em là những người yêu quý bóng đá thì chắc chắn là anh em cũng nên dành một ít thời gian của mình để xem lại những cái ký ức về những huyền thoại mà trước đó anh em mình không có cơ hội để chiêm ngưỡng họ thi đấu nha. Trong cái kênh Cảm Bóng Đá mà nói về những cái huyền thoại thì thật sự rất là cảm anh em, nghe cực kỳ cảm xúc và nghe cực kỳ cuốn hút luôn. Đó là những cái giá trị tuyệt vời nhất cho những anh em đam mê bóng đá của mình. Và sau khi mình xem hết cái video ngôi đền huyền thoại nói về Garincha thì thật sự trong mình có rất là nhiều cảm xúc đặc biệt dành cho huyền thoại này anh em ạ. Đối với người Brazil thì Garincha còn hơn cả vua bóng đá Pelé nữa. Và đối với cá nhân của vua bóng đá Pelé thì ông cũng dành cái sự tôn trọng nhất định dành cho huyền thoại Garincha người Brazil này anh em ạ. Tất cả mọi thứ về Garincha thì tóm tắt trong cái nội dung của video Cảm Bóng Đá đó thật sự rất là hay, rất là ấn tượng và rất là độc đáo. Mình đảm bảo là khi xem xong cái video ngôi đền huyền thoại nói về Garincha này thì anh em cảm thấy vài phút cuộc đời của mình sẽ rất là xứng đáng, có thêm nhiều kiến thức, có thêm nhiều thông tin hơn về cái huyền thoại này. Bây giờ thì mình sẽ nâng cái skillbook của huyền thoại Garincha trong cái team của mình lên nha. Mình sẽ nâng ở cái mốc mát nhất có thể luôn, vì đây là một con hàng mình muốn trải nghiệm một cách tốt nhất có thể. Cho nên mình sẽ nâng lên cái mức đâu đó khoảng chừng skillbook cộng 15 thì phải. Đây là cộng 13 rồi. Và với cái quả thẻ huyền thoại như thế này thì đây là một cái phiên bản độc nhất cho tới thời điểm hiện tại của huyền thoại Garincha nha. Với cái giá trị này thì mình nghĩ cũng khá là phù hợp cho một con hàng huyền thoại, một phiên bản Brycon rồi. Bây giờ thì mình đã hoàn thành xong cái việc nâng cái skillbook lên. Bây giờ anh em mình sẽ vào và xem bộ chỉ số chi tiết của huyền thoại Garincha này nha. Với cái tên khá là dài anh em ạ, có cái tên đầy đủ là Manuel Francisco dos Santos. Và cái tên không có liên quan gì với cái tên trong cái quả thẻ là Garincha cả. Và cái tên của huyền thoại này xuất phát từ người chị đã đặt cho người huyền thoại Brazil này nha. Với cái tên đầy đủ là Mane Garincha anh em ạ. Và với cái phiên bản thẻ huyền thoại như thế này thì Garincha sẽ sở hữu cái skillbook là Speed này, giúp cho cái khả năng tốc độ của cầu thủ này được tốt hơn. Với cái bộ chân là hai chân đều thuận cả, chân trái sẽ là 4 vạch và chân phải sẽ là 5 vạch nha. Với cái bộ stamina 8 cục cùng với cái skill move là 5/5 sao. Bộ chỉ số bứt tốc của cầu thủ này là ở con số 118 nhưng mà chạy nước rút tới 137 này, khá là khủng khiếp. Chỉ số finishing sẽ là 125 và shot power cũng đạt ở cái mức 123, rất là cao. Bộ chỉ số dribbling cùng với ball control lần lượt là 143 và 122 nha. Khả năng kiểm soát bóng của Garincha chắc chắn sẽ rất là ấn tượng rồi. Với cái thể hình rất là nhỏ anh em ạ, chỉ 1m69 thôi. Cùng với đó là cầu thủ này sở hữu 3 skill ẩn và cái skill move sẽ là Rainbow. Và cái work rate của cầu thủ này sẽ là medium và low nha. Nhìn chung qua cái bộ chỉ số tấn công cùng với tốc độ thì khá là cao. Nhưng mà con hàng này đặc biệt là cái thể hình chỉ là 1m69 thôi nè, khá là bé cho cái vị trí tiền đạo cánh phải. Không biết trong game thì sẽ như thế nào, sẽ xuất hiện và thi đấu như thế nào ở cái vị trí đó. Tiếp theo sẽ là cái phần anh em mình vào phần set basic và sẽ xếp những cái vị trí như là tấm băng đội trưởng, hai tình huống đá phạt ngắn và phạt dài cho Garincha nha. Và cái vị trí cuối cùng ưu tiên cho Garincha sẽ là cái khả năng sút penalty trong hai trận đấu head to head cùng với một trận đấu với tất của mình. Và sau khi cài đặt tất cả mọi thứ ở cái chế độ My Team thì bây giờ mình sẽ trở lại cái màn hình chính, sẽ vào cái phần cài đặt để chọn cái bộ áo đấu cho Garincha trong cái bài review của huyền thoại Brazil này nha. Và đặc biệt là anh em nếu mà để ý thì Garincha sẽ không thuộc về câu lạc bộ nào cả. Ví dụ như những con hàng huyền thoại khác á, thì sẽ là huyền thoại của câu lạc bộ AC Milan hoặc là Manchester United này nọ. Nhưng mà riêng về cái phiên bản Garincha này thì EA vẫn chưa có công bố được cái câu lạc bộ nào là huyền thoại cả anh em ạ. Cho nên vì vậy mình sẽ chọn cái bộ áo đấu ngẫu nhiên nha. Mình sẽ sử dụng cái bộ áo đấu Totti. Mình ít sử dụng cái bộ áo đấu này trong những cái bài review của mình lắm anh em ạ, vì đa số những con hàng đều có câu lạc bộ riêng cả. Nhưng mà riêng về Garincha thì đây là một cầu thủ đặc biệt. EA chỉ đưa ra cái thông tin là huyền thoại của Brazil thôi chứ không có một câu lạc bộ nào cả.
Và trước khi bắt đầu những trận đấu cùng mình thì anh em nhớ dừng lại và đăng ký kênh, nhớ like và share cái video này ủng hộ giúp mình nha. Anh em nào có nhu cầu nạp FIFA Boy nguồn an toàn, uy tín và giá rẻ thì anh em cứ nhắn với mình qua cái số Zalo mình để bên dưới cái phần mô tả của video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào cái trận đấu đầu tiên nha. Bộ ba tấn công bên trên của đối thủ trong trận đấu đầu tiên sẽ là con hàng Neymar Junior này, cùng với cụ huyền thoại Eusebio, và cái cánh phải còn lại sẽ là con hàng Vela, một con hàng cũng đến từ sự kiện Team Decision. Đây là pha kiểm soát bóng đầu tiên của Vela, Steven Herrera. Và anh bạn đối thủ của mình trong trận đấu đầu tiên này cũng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Valencia nữa, một câu lạc bộ mà mình rất là ít thấy người dùng nữa. Anh bạn này chắc là một fan của Valencia rồi. Và đây là một đường mở bóng rất là đẹp mắt, quá nhanh và quá nguy hiểm anh em ạ. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Một đường chuyền của Vela và bóng đến chân của Veron, và sau đó là một cú dứt điểm, một chạm nhất cực nhanh của huyền thoại người Argentina này. Và thế là bàn thắng đã tới anh em ạ. Ngay ở phút thứ 6 thì Casillas đã có cơ hội vào lưới nhặt bóng rồi anh em ạ. Garrincha cùng mình vẫn chưa có cơ hội chạm bóng nữa thì đã nhận được một bàn thua rồi. Và tiếp tục là một pha xử lý sai lầm của Fran Ricard, lại tiếp tục pha mất bóng của Garrincha rồi. Uầy, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Chuyện gì đây? Ui, pha này thì Eusebio lại không tự tin và dứt điểm thẳng nữa. Tiếp tục là pha phối hợp cùng Vela, nhưng cơ hội đã trôi qua rồi. Deco mình vẫn chưa kịp nóng máy và vẫn chưa kịp hoàn hồn là chuyện gì đang xảy ra với mình, như liên tiếp là những pha tấn công cực kỳ sắc nét của đối thủ. Đây là Fernando Torres, Henrik Larsson đã di chuyển và bóng được chuyển tới vị trí của Garrincha. Cơ hội đây rồi, Garrincha, một cơ hội để quân bình tỷ số chắc chắn rồi. Với cái khả năng cùng với cái bộ chỉ số dứt điểm của mình thì Garrincha không khó khăn để có thể đưa được bóng vào lưới anh em. Đây là phút thứ 20 của trận đấu và huyền thoại người Brazil đã đưa trận đấu về cái vạch xuất phát rồi. Một cái đường chuyền mở bóng rất là thuận lợi dành cho huyền thoại người Brazil này. Và công lớn nhất trong cái bàn thắng này chắc chắn thuộc về Fernando Torres rồi. Còn cái cú dứt điểm của Garrincha thì thật sự không khó khăn gì đâu anh em ạ. Tiếp tục là pha kiểm soát bóng của đối thủ. Anh bạn đang thi đấu một cách rất là bình tĩnh và rất là hiệu quả anh em ạ. Có những cái pha tấn công rất là sắc nét. Đây là Ashley Cole, bóng hướng tới vị trí của Neymar Junior, một pha chuyền bóng về tạo vị trí khoảng trống rất là tốt của Neymar, và chắc chắn là pha phối hợp này là một pha phối hợp điểm 10 rồi. Bên trong là Eusebio. Ui, pha này thì chuyền bóng hơi bị sâu rồi. Cơ hội lại trôi qua rồi. Khá là nguy hiểm anh em ạ. Anh bạn đang có một cái tinh thần đá rất là tốt, rất là thoải mái. Tiếp tục lại là Garrincha. Và đây là một cơ hội dành cho Garrincha, huyền thoại người Brazil. Đã có thể vượt qua được Ashley Cole khá là dễ dàng anh em ạ. Anh em có thể thấy được là cái khả năng dribbling cũng như ball control của Garrincha là ấn tượng như thế nào. Và đây là Garrincha, tuyệt vời, một pha dứt điểm điểm 10 của Garrincha. Để mà trước đó thì cầu thủ Brazil này đã xử lý một pha móc bóng rainbow rất là đẳng cấp trước mặt của Steven Herrera. Sau đó là một tình huống cứa bóng rất là đẳng cấp của huyền thoại này anh em ạ. Nếu với những cầu thủ bình thường với cái chỉ số ball control cũng như là dribbling thấp thì những cái pha rainbow như thế này rất là dễ bị mắc cơ hội anh em ạ. Nhưng mà riêng với cá nhân của Garrincha thì anh em có thể xử lý cái skill này khá là mượt mà. Và người theo kèm Garrincha trong tình huống bóng đó là Steven Herrera nha, một cầu thủ chơi cũng khá là hay trong cái phiên bản FIFA Mobile 22. Tiếp tục là Vinicius với một pha làm chủ cái tình huống phòng ngự của mình. Đây là Garrincha, tiếp tục là những pha tấn công cánh phải của huyền thoại Brazil. Đúng lúc này thì trọng tài đã thổi còi dừng cái hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu đầu tiên bài review Garrincha anh em ạ. Và anh em có thể thấy là Garrincha chơi nổi bật như thế nào ở cái vị trí tiền đạo cánh phải của mình. Và đây là cái thể lực của Garrincha sau cái hiệp 1 ghi được cú đúp bàn thắng anh em ạ. Rõ ràng là với cái stamina 8 cục thì không phải lo nghĩ gì về cái khả năng thi đấu tròn 90 phút của huyền thoại Brazil cả anh em ạ. Đây là N'Golo Kanté, bóng hướng tới vị trí của Vela. Anh bạn cũng đang thi đấu khá là tập trung anh em ạ. Tỷ số đã là 2-1, vẫn còn cách biệt khá là mong manh. Đây là Vela, Eusebio đã chạy chỗ rất là hay rồi. Ui, cú dứt điểm cực kỳ mạnh, nhưng lần này thì Neymar Junior đã chọn vị trí khá là hay anh em ạ. Trong pha bóng này thì Casillas đã làm hết khả năng của mình có thể rồi. Với cú dứt điểm như thế này thì Casillas đã chiến thắng, nhưng sau đó thì tình huống đánh đầu bồi của Neymar Junior thì Gianetti đã chọn sai vị trí phòng ngự rồi. Và tỷ số đã quân bình 2-2 rồi anh em ạ. Ngay ở những phút đầu tiên của cái hiệp đấu thứ hai thôi, thật sự anh bạn đang có một trận đấu thi đấu cực kỳ hiệu quả. Ui, lần này thì những pha double pass trong cái mùa FIFA 22 thì không đem về cái hiệu quả 100% anh em ạ. Anh em có thể thấy là mình vừa thực hiện một pha double pass và Garrincha cũng đã chạy chỗ rồi. Những cái đường phát bóng thì rõ ràng là không được hiệu quả như cái mùa trước cho lắm. Tiếp tục là Gianetti đang là người kiểm soát bóng, một pha phối hợp cùng Rijkaard. Đây là Fernando Torres và bên kia đang là con hàng Henrik Larsson. Garrincha đã chạy chỗ rồi, thật sự ấn tượng với những cái pha chạy chỗ đón đường chuyền anh em ạ. Ashley Cole cũng đã té trong cái tình huống bóng này rồi. Sau đó thì Garrincha lại không vượt qua được De Zijli trong vòng cấm.
tiếp tục là một pha mở bóng nhưng mà cái điểm rơi không thật sự ấn tượng rồi. Một pha xử lý sai lầm của Vidic và đây là cơ hội. Vela, anh bạn đang đá thật sự rất là bình tĩnh và đang có một lối đá thật sự hiệu quả anh em ạ. Tiếp tục là Steven Herrera, đây là Vela. Cơ hội, lần này thì Vidic đã rất là chủ động anh em ạ. Farrakhan, Fernando Torres và Garencha đã chạy chỗ rồi, đây rồi. Tuyệt vời thật sự với cái khả năng chọn vị trí và đón cái điểm rơi của bóng anh em ạ. Tiếp tục vẫn là những pha xử lý skill của Garencha. Tuyệt vời. Một pha điểm 10 khác của Garencha trong cái trận đấu lần này đã là cú hat-trick của huyền thoại người Brazil rồi anh em ạ. Tới đoạn này thì chắc chắn là anh em sẽ biết là mình dùng từ gì rồi. Hết nước chấm thật sự với một cái phiên bản này và không còn gì để phàn nàn ở cái vị trí tiền đạo cánh phải này cả. Dẻo thật sự anh em ạ. Với cái thể hình chỉ là 1m69 và mình thấy đâu đó hình ảnh của Lionel Messi ở đây anh em ạ. Nhưng mà có cái khả năng tấn công còn dẻo hơn Lionel Messi nữa. Thật sự đây là một cái phiên bản vị trí tiền đạo cánh phải đẳng cấp nhất cho tới thời điểm hiện tại mà mình trải nghiệm được rồi. Đây là một tình huống chuyền bóng của Henrik Larsson. Không được rồi, bên trong là Deco thì chắc chắn là không có thể hình cao lớn để có thể tranh chấp những tình huống bóng bổng rồi. Tiếp tục là pha phản công Eusebio. Tình huống cầm bóng đang quan sát nhưng lại để mất cơ hội rồi. Fernando Torres và đây là Deco. Tiếp tục là một tình huống chuyền bóng chính xác cho Garincha anh em ạ. Không còn điểm gì để chê ở cái vị trí của Garincha nữa rồi. 4 bàn thắng cho cái trận đấu đầu tiên, trận đấu ra mắt. Thật sự ấn tượng anh em ạ. Đây là một con hàng gánh team cực mạnh trong cái trận đấu này rồi. Dù bị dẫn trước và Garincha đã một mình gánh cả đội đi lên với 4 bàn thắng được ghi dành cho huyền thoại Brazil này. Với cái khả năng chạy cùng với cái tốc độ chọn vị trí, tất cả mọi thứ về Garincha ở cái mức phải gọi là hoàn hảo anh em ạ. Tới đây thì mình xin khẳng định một lần nữa là những con hàng Brighton kiểu như thế này thì thật sự không còn điểm gì để chê cả. Dù cho cái thể hình chỉ là 1m69 thôi nhưng mà anh em rõ ràng có thể thấy là cái khả năng thi đấu của Garincha không khác gì một chú sóc cả. Cực kỳ nhanh và cực kỳ khôn anh em ạ. Tỷ lệ kiểm soát bóng ở trận đấu đầu tiên là 51% và trong đó thì có 4 bàn thắng dành cho Garincha anh em ạ. Hoàn hảo thật sự cái vị trí tiền đạo cánh phải này. Khi cầm được Garincha ở cái vị trí này thì mình thấy hình ảnh của Messi rất là rõ ràng anh em ạ. Messi cũng có cái cách thi đấu tương đồng như thế này, cũng rất là nhanh, rất là dẻo ở vị trí tiền đạo cánh phải. Nhưng ở đâu đó ở Messi thì vẫn thua một bậc so với Garincha phiên bản này. Đây là một cái phiên bản phải nói là hoàn hảo nhất ở cái vị trí tiền đạo cánh phải tới thời điểm hiện tại rồi. Và bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu thứ hai nha. Để xem trong trận đấu thứ hai này Garincha có tiếp tục gánh team để đưa toàn đội đi lên hay là không. Anh bạn đối thủ trong trận đấu này của mình sẽ thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ AC Milan cùng với bộ ba tấn công bên trên là con hàng Neymar Junior, cùng với đó là Haller, một con hàng đến từ cái phần S trên nữa, và vị trí tiền đạo cánh phải vẫn là con hàng Vela, một con hàng được rất là nhiều anh em dùng. Con hàng đó thì không thực hiện mua bán trên chợ được anh em ạ, và mình cũng không thực hiện để đổi phần S trên con hàng đó trong cái team của mình luôn. Đây là Theo Hernandez, Carlos Soler, một con hàng Play of the Month mà mình đã không có thời gian để làm review rồi. Đây là Jesus Navas. Đây là Vela, một pha xử lý bóng skill của Vela nhưng đã không thành công rồi, bóng lại hơi dài và bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của đối thủ anh em ạ. Một pha phối hợp giữa Jesus Navas và con hàng Manu, cú dứt điểm cũng khá là nguy hiểm và Casillas đã làm chủ được tình hình rồi anh em ạ. Một pha phản xạ của Casillas cũng khá là khó dành cho Casillas trong cái tình huống dứt điểm như vậy. Đây là Fernando Torres, pha xử lý ngoặt bóng rất là hay của huyền thoại người Tây Ban Nha. Đây là Deco, Henrik Larsson. Garincha di chuyển thật sự rất là hay, rất là ấn tượng anh em ạ. Vẫn không thể nào ngã được Garincha trong cái tình huống va chạm đó này mà anh em có thể thấy được là chỉ số bay lên của Garincha rất là cao. Thật sự những cú dứt điểm trong vòng cấm của Garincha thì đem lại một cái tỷ lệ chính xác là 100% rồi anh em ạ. Trong cái pha phối hợp tấn công này thì mình cố gắng đưa bóng tới vị trí của Garincha để cầu thủ này có thể thể hiện được cái khả năng tấn công và chọn vị trí và dứt điểm của mình. Và rõ ràng là cầu thủ này không làm mình thất vọng anh em ạ. Khả năng kiểm soát bóng rất là dẻo của cầu thủ này cùng với cái bộ chỉ số rất là cao cho một con hàng huyền thoại. Có over góc 100 thì thật sự không còn điểm gì để chê cả. Khả năng tấn công của Garincha thì ở cái mức phải nói là hoàn hảo nhất có thể trong cái mùa FIFA 22 rồi. Và đây là một cơ hội phản công. Neymar Junior đối đầu cùng Vidic. Neymar, cú dứt điểm của Neymar lại không thật sự hoàn hảo rồi anh em ạ. Vidic đã theo rất là sát trong tình huống bóng này và áp lực phải dành cho Neymar dứt điểm trong góc hẹp anh em ạ. Đây là Fernando Torres, pha xử lý qua người khá là khéo của huyền thoại người Tây Ban Nha. Những pha xử lý bóng rất là dễ dàng của Fernando Torres anh em ạ. Cùng với đó là Garincha nha. Trong cái bài review của mình thì mình phải ép vị trí của con hàng Henrik Larsson vào vị trí tiền đạo cánh trái này. Và con hàng này cũng đang thể hiện cái vị trí trong cái vai trò khá là tốt. Không thành công rồi. Trong tình huống bóng này thì Mario Hermoso đã phán đoán được tình huống anh em ạ. Tình huống phối hợp giữa Garincha cùng với Fernando Torres.
Đúng lúc này thì trọng tài cũng đã dừng lại cái hiệp đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai bài review Garincha huyền thoại Brazil của mình rồi. Và trong trận đấu lần này thì hiệp đấu đó thì Garincha cũng đã để lại ấn tượng với một bàn thắng được ghi với cái chỉ số Berlin rất là cao, vẫn có những tình huống va chạm cực kỳ mạnh nhưng mà Garincha vẫn không thể nào té ngã được. Và sau đó có một pha xử lý trong vòng cấm rất là hiệu quả, cùng với đó là một bàn thắng được ghi nha. Nhìn chung thì cái hiệp đấu đầu tiên khá là nhàn nhã cho mình đấy nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái hiệp đấu thứ hai để xem trong hiệp đấu thứ hai thì Garincha có tiếp tục tỏa sáng với những bàn thắng của mình hay là không. Đây là cầu hàng Manu, một tình huống giật gót rất là hay đến vị trí của Vela, những pha phối hợp của anh bạn cũng rất là đẹp mắt anh em ạ. Một pha chuyền bóng về an toàn dành cho Casillas, đây là Vidic. Anh bạn hình như đang bật chế độ attacking rồi, những cầu thủ đang di chuyển rất là nhanh trong cái trận đấu lần này. Fernando Torres, ui, Garincha đã chạy chỗ rồi, đây là Fàbregas, Garincha. Lần này thì không thành công rồi, lần này thì Garincha đã bị quật ngã trước vòng cấm rồi nhưng mà vẫn không có lỗi ở đây mà. Đây là Haller, một pha chuyền bóng cho con hàng Vela và đã di chuyển rồi. Nhưng pha kiểm soát bóng sau đó của Vela lại không vượt qua được Ashley Cole ở đây mà. Và anh bạn đang hưởng một tình huống ném biên. Và đây là một tình huống phản công dành cho đối thủ, tỷ số vẫn chỉ đang là 1-0 thôi, khá là mong manh đây mà. Và đã có một tình huống đá phạt rồi. Ở cái khoảng cách cũng khá là xa và ở cái góc này thì cũng khá là hẹp, mình phải kéo con hàng Henrik Larsen về. Lần này thì Casillas đã rất là thoải mái để có thể đẩy được bóng rồi nè. Khá là đơn giản ở với cái khoảng cách như thế này. Barroso là người thực hiện cú đá phạt. Không được rồi, Fàbregas. Tình huống chuyển bóng hơi vội của Fàbregas rồi. Nhưng bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của Fernando Torres. Nhưng lần này thì Mario Hermoso đã cắt được bóng rồi. Lại là Fàbregas đã lao lên cướp bóng với nè. Những tình huống tranh chấp ở giữa sân khá là quyết liệt. Đây là Henrik Larsen, Fernando Torres. Đây rồi, Garincha. Một pha xử lý skill ở bên offside shot để qua người. Tiếp tục là pha xử lý skill rất là dễ dàng để có thể vượt qua luôn cả thủ thành anh em ạ. Những pha xử lý thăng bằng của Garincha thì hết nước chấm. Thật sự một con hàng cực dẻo, cực mạnh, cực ngon đây rồi anh em ạ. Quá tuyệt vời với pha xử lý cực kỳ tự tin của Garincha anh em ạ. Mặc dù mình biết chắc chắn là đối thủ sẽ gọi GK lên và rất là chủ động để có thể xử lý skill qua người được trong tình huống đối mặt đó. Và đó cũng là bàn thắng thứ hai dành cho Garincha trong cái trận đấu thứ hai này rồi anh em ạ. 6 bàn thắng được ghi trong 2 trận đấu thì thật sự khủng khiếp ở cái vị trí tiền đạo cánh phải này. Đúng là một con hàng xứng đáng đến từng đồng anh em ạ. Với cái giá trị 227 triệu coin thì mình nghĩ là còn khá là rẻ so với cái cách chơi như thế này của Garincha nữa. Đây là Theo Hernandez. Đây là phút thứ 88 của trận đấu rồi, không biết anh bạn có đủ thời gian để ghi được một bàn thắng danh dự hay là không. Đã có một tình huống va chạm rồi nè, những tình huống tranh chấp khá là khó chịu ở giữa sân. Và người bị rút thẻ vàng là con hàng huyền thoại Fernando Torres nè, một pha phạm lỗi trước đó nha. Và đây là Garincha vẫn đang di chuyển rất là nhiệt tình ở những cái phút 90 cộng rồi nè. Stamina của Garincha ở cái phút này thì đã thấy là đỏ cay rồi. Nhưng mà anh em cứ yên tâm là với cái sức chạy của cầu thủ này thì vẫn còn thừa cho cái 90 phút thi đấu. Tiếp tục là Garincha, một tình huống mở bóng cho Torres nhưng lại không kịp thời gian rồi. Nếu đó có thêm vài phút cộng giờ nữa thì chắc chắn sẽ là một tình huống tuyệt vời anh em ạ. Và vừa rồi là cái hình ảnh của Garincha xuất hiện trong cái cuối trận đấu cho anh em xem nha. Một cái hình ảnh rất là giống ở cái phiên bản ngoài đời thật anh em ạ. Mình đánh giá cực kỳ mạnh cái hình ảnh của EA làm cho những con hàng trong cái tựa game FIFA 22 anh em ạ. Rất là giống, từ khuôn mặt tới hình thể, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Phải nói là ở cái mức hoàn hảo dành cho một cầu thủ luôn. Bây giờ thì anh em mình sẽ vào luôn cái trận đấu cuối cùng trong cái bài review Garincha huyền thoại Brazil của mình nha. Ở cái chế độ vé tắc này để anh em mình cùng xem thử là trong chế độ này Garincha sẽ xuất hiện và dứt điểm như thế nào. Còn riêng với cái chế độ head to head thì thật sự không còn điểm gì để chê và cũng không còn từ ngữ nào để có thể miêu tả được cái khả năng tấn công của Garincha cả anh em ạ. Tất cả mọi thứ về cái vị trí Garincha là ở cái con số hoàn hảo và ở cái mốc điểm 10 trên 10 tuyệt đối từ cá nhân của mình rồi. Một cái vị trí tấn công cực kỳ mạnh luôn. Và mình tới thời điểm hiện tại làm review thì mình vẫn chưa thấy con hàng tiền đạo cánh phải nào có cái sức tấn công tuyệt vời như con hàng Garincha này cả. Bây giờ thì anh em mình sẽ tập trung vào cái trận đấu vé tắc này nha, để xem sự xuất hiện của Garincha và những cú dứt điểm của cầu thủ này sẽ như thế nào. Đây là tình huống kiểm soát bóng của Deco, bên trong là Henrik Larsen. Với cái sơ đồ 4-3-3 ắc tắc như thế này và cùng với vị trí tiền đạo cánh phải thì chắc chắn là sẽ có cơ hội dành cho con hàng Garincha trong cái chế độ vé tắc này rồi. Bây giờ anh em mình chỉ cần chờ tới cái cơ hội dành cho cầu thủ đó thôi. Tiếp tục lại là Henrik Larsen, cú dứt điểm khá là dễ dàng, cùng với đó là những tình huống xử lý skill open offside shot qua người đây. Vẫn chưa thấy một cơ hội nào dành cho Garincha cả anh em ạ. Còn khá là nhiều thời gian cho cái trận đấu vé tắc này. Và đây là cơ hội kiểm soát bóng của Garincha, một pha xử lý skill rất là dễ dàng, rất là mượt anh em ạ, mượt như cái lược luôn. Những pha xử lý của Garincha thì ở cái mức độ phải gọi là hoàn hảo rồi, không thừa một nhịp nào, tất cả những pha xử lý đều rất là gọn gàng.
và đây là những pha xử lý tạt bóng vào trong của Garrincha này. Từ những cái đường tạt, từ những cái cú dứt điểm, từ cái cách chọn vị trí của cầu thủ này thì phải nói là ở cái mức tuyệt vời, ở cái số điểm 10 trên 10 tuyệt đối anh em ạ. Tiếp tục lại là Garrincha, những cú dứt điểm rất là dẻo của cầu thủ này anh em ạ. Hai chân đều thuận và bộ chỉ số dứt điểm cực kỳ cao, cùng với đó là cái khả năng dribbling là 143 thì anh em có thể hiểu được là cái khả năng sức mạnh của Garrincha là ấn tượng và đặc biệt như thế nào. Tiếp tục là cú dứt điểm của Henrik Larsson. Còn 6 giây cuối cùng cho Garrincha có cơ hội để thể hiện tiếp tục hay là không. Fernando Torres, cú dứt điểm một chạm rất là mạnh của huyền thoại người Tây Ban Nha nữa. Bên trong là con hàng Henrik Larsson, cùng với đó là Garrincha. Và cú dứt điểm cuối cùng cũng thuộc về Henrik Larsson rồi. Và trận đấu cũng đã kết thúc với tỷ số là 13-11 nha. Một chiến thắng cũng khá là an toàn, cách biệt tới 2 bàn thắng. Và trong trận đấu lần này thì anh em có thể thấy được là những cú dứt điểm của Garrincha thì không còn điểm gì để phàn nàn cả. Rất là chính xác, rất là lực và kiểu như bóng rất là dẻo trong chân của cầu thủ này luôn. Tất cả mọi thứ về Garrincha thì anh em chỉ cần có tích đủ số coin hoặc là anh em tích đủ số điểm để có thể lấy được Garrincha trong cái sự kiện Team Season thôi. Và đó cũng là tất cả những gì có trong cái video review Garrincha của mình. Trước khi làm review thì mình nghĩ là mình sẽ mua cầu thủ này về để làm review và sau đó treo bán lại thôi. Nhưng sau khi trải nghiệm được cầu thủ này thì thật sự bị cuốn hút anh em ạ. Và bây giờ mình quyết định là sẽ dùng cầu thủ này trong một cái thời gian sắp tới luôn nha. Mình sẽ xây lại cái đội hình của mình theo cái sơ đồ là 4-3-3 ất tất luôn. Mình sẽ bỏ con hàng Fabregas đi và mình sẽ thế vào vị trí của Garrincha nha. Mình sẽ chuyển cái móc ran của Fabregas vào cầu thủ này luôn. Thật sự bị cuốn sau khi làm review anh em ạ. Và mình chấm điểm Garrincha ở cái mức điểm tuyệt đối từ cá nhân của mình, đó là số điểm 10 trên 10. Tất cả mọi thứ mình đòi hỏi về một tiền đạo cánh phải, từ tốc độ, khả năng kiểm soát bóng, hỗ trợ tấn công, chọn vị trí, tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Đây là một con hàng xứng đáng để trải nghiệm trong cái mùa FIFA 22 rồi. Anh em nhớ đặt mục tiêu của mình để có thể trải nghiệm được cầu thủ này nha. Và anh em xem được cái video này, anh em có thấy những cái điểm yếu gì hay không? Anh em cảm nhận như thế nào về Garrincha và anh em có thích cầu thủ này hay không? Anh em có thể đưa ra cái cảm nhận của mình vào phần bình luận bên dưới giúp mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video đến đây cùng mình. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhớ like và share cái video để ủng hộ giúp mình nha. Để mình có thêm nhiều động lực làm những cái video review cũng như là những cái squad builder để gửi tặng tới tất cả mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái video tiếp theo trên kênh.